các bạn cách sử dụng máy thái lát hoa quả. Đây là các cái phụ kiện của máy. Đó. Đầu tiên thì này mình sẽ lắp vào đây trước. Tốt nhất là cho nước. Tiếp theo thì đây, ở đây là cái núm xoay vặn. Các bạn có thể chỉnh từ 0 đến 15mm là chỉnh cái độ dày cho cái trái cây của mình. Mình mong muốn nó dày bao nhiêu thì mình sẽ chỉnh nó là như thế. Thường thì với chanh thì mình sẽ để khoảng tầm 2cm, 2mm ở mức số 2. Còn cam thì để khoảng tầm 3mm. Ok, thì bây giờ mình sẽ thái thì các bạn có thể để một cái đĩa, một cái khay gì tùy đó, tùy các bạn, để các bạn để ở dưới đây để ứng các cái lát trái cây của mình khi mà mình thái lát thì nó rơi xuống đó. Bây giờ đây là mình sẽ làm thiện thái với một quả chanh, và đây là mình đã để sẵn ở cái mức số 2 rồi đó. Thì bây giờ mình chỉ cần đặt nó lên trên như này và bắt đầu mình di như thế này. Rồi, đây các bạn có thể nhìn thấy những cái lát chanh rất chi là đẹp. Đó, mà dao bình thường mình không bao giờ có thể thái được. Ok, bây giờ thì mình sẽ chuyển qua mình thái cam nhé. Thái cam chỉnh dày cao lên. Đó, cái độ dày của nó như thế này. Đấy, sử dụng rất chi là đơn giản đúng không ạ? Rồi.